Mới đây một số địa phương như Hà Tĩnh, Lai Châu cho học sinh cấp trung học nghỉ ngày thứ bảy khiến dư luận đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả của việc này và tại sao chỉ rất ít địa phương thực hiện. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ra văn bản chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục triển khai dạy và học 5 ngày trên tuần từ thứ hai đến thứ sáu, nghỉ thứ bảy đối với tất cả các cấp học, đồng thời phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoàn thành nội dung chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo kế hoạch năm học. Ông Đinh Trung Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu cho biết, tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh là thực hiện đúng quy định chung về thời gian làm việc 5 ngày trên tuần và dựa trên tính khả thi của các trường học. Tuy nhiên, nơi nào đủ điều kiện thì sẽ nghỉ ngày thứ Bảy và Chủ nhật, nơi nào chưa đủ điều kiện sẽ thực hiện nghỉ xen kẽ trong tuần, đảm bảo chỉ làm việc và học tập 5 ngày trên tuần. Cũng theo ông Tuấn, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường có quyền chủ động xây dựng thời khóa biểu kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất đội ngũ giáo viên của mình. Bên cạnh đó, cần trao đổi để nhận được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh trước khi triển khai. Sở Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn cụ thể việc triển khai dạy và học 5 ngày trên tuần, đảm bảo thực hiện hiệu quả nội dung chương trình nhiệm vụ năm học, đồng thời tiến hành kiểm tra, thanh tra quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết khó khăn vướng mắc, những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền. Kết thúc năm học 2024-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu sẽ tổ chức đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cũng đang triển khai thí điểm cho học sinh trung học cơ sở nghỉ học chính khóa vào ngày thứ bảy từ năm học này. Bà Trần Thị Thủy Nga, trưởng phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Hà Tĩnh cho biết, học sinh có thêm thời gian vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động trải nghiệm, viên chức trong các trường trung học cơ sở có thể tái tạo năng lượng cho các tuần kế tiếp. Bà Nga cũng nêu các bước để thực hiện chủ trương này trước tiên phải khảo sát về điều kiện cần, về nhu cầu của cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh, học sinh đảm bảo tuân thủ nguyên tắc không ảnh hưởng đến chương trình, đến chất lượng học tập vì đã được sắp xếp đầy đủ từ thứ hai đến thứ sáu. Trong khi đó, Lào Cai đã áp dụng nghỉ học thứ bảy với toàn bộ học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở tròn 5 năm học. Chia sẻ với thanh niên, cô Hoàng Thị Mai Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 1 Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai cho biết, Tôi về trường làm hiệu phó 7 năm thì có 5 năm áp dụng việc nghỉ học thứ bảy nên có sự so sánh và thấy hợp lý vô cùng. Theo cô Hoa, để thực hiện việc này thì điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên phải đảm bảo. Dù cấp trung học cơ sở không tổ chức dạy học hai buổi trên ngày và 5 ngày trong tuần nhưng dạy khoảng 3 buổi chiều các ngày trong tuần. Ngoài ra các thầy cô còn kèm thêm miễn phí một buổi phụ đạo cho học sinh còn chậm hoặc bồi dưỡng học sinh khá giỏi. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai, sau 5 năm thí điểm đã mang lại nhiều kết quả khả quan. Giáo viên có điều kiện bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn. Học sinh được tham gia các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa và rèn luyện kỹ năng sống, phát triển toàn diện. Đáng chú ý, khi chính sách trên được áp dụng đã giúp tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần tăng, số học sinh bỏ học giảm. Trước mắt, Lào Cai sẽ tiếp tục thực hiện dạy 5 ngày trên tuần đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở, chưa thực hiện ở bậc trung học phổ thông do điều kiện cấp học này chưa đáp ứng được. Trước băn khoăn liệu nghỉ học 2 ngày trên tuần có nảy sinh tình trạng dạy thêm học thêm hay không, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu Đinh Trung Tuấn cho rằng không đáng lo ngại vì các trường và giáo viên phải thực hiện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có sự giám sát và đồng thuận của phụ huynh, của xã hội. Trường phòng giáo dục và đào tạo thành phố Hà Tĩnh Trần Thị Thủy Nga khẳng định, thành phố đã quán triệt tinh thần giáo viên các trường công lập không tổ chức dạy thêm ngày thứ Bảy Chủ nhật. Ngành giáo dục có hướng dẫn cụ thể xây dựng kế hoạch dạy học đúng đủ theo quy định còn giáo viên ký cam kết không dạy thêm, học thêm vào ngày thứ Bảy Chủ nhật. Tại Lào Cai, cô Hoàng Thị Mai Hoa nêu thực tế học sinh ở vùng cao đi học chính khóa đầy đủ đã là rất quý rồi. Việc ép học sinh học thêm hay phải đóng tiền để học thêm hầu như không xảy ra. Việc nghỉ học trọn vẹn hai ngày nghỉ cuối tuần cũng là cách làm cho các em cấp trung học cơ sở không cảm thấy việc học quá áp lực, có thời gian phụ giúp công việc cho gia đình từ đầu năm học đến nay một số địa phương đã cấm học sinh dùng điện thoại trong lớp kể cả giờ ra chơi quy định này nhằm giúp cho các em tập trung có thời gian tham gia vào các hoạt động của trường sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa có văn bản về việc quản lý sử dụng điện thoại trong nhà trường theo đó văn bản nêu qua theo dõi thực tế phản ánh của các cơ quan báo chí và dư luận xã hội về việc sử dụng điện thoại di động các thiết bị thu phát sóng trong nhà trường còn nhiều vấn đề bất cập ảnh hưởng đến chất lượng hiệu quả công tác dạy và học tại các cơ sở giáo dục để chấn chỉnh và khắc phục tình trạng này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các hiệu trưởng và các cơ sở giáo dục thực hiện quy định sử dụng điện thoại di động mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành ngày 15 tháng 9 năm 2020. Cụ thể, tùy điều kiện thực tế, ban giám hiệu và các giáo viên nhà trường quản lý điện thoại và các thiết bị thu phát sóng của học sinh trước khi vào tiết học đầu tiên, quản lý theo từng lớp học và gửi lại điện thoại, thiết bị thu phát sóng cho học sinh sau giờ tan trường tan lớp trong các tiết học cần đến việc sử dụng điện thoại di động các thiết bị thu phát sóng và được sự đồng ý của giáo viên học sinh được phép mang điện thoại di động và thiết bị thu phát sóng vào lớp để sử dụng sở giáo dục và đào tạo yêu cầu các đơn vị không được để xảy ra tình trạng học sinh dùng điện thoại trên lớp nhưng không phục vụ học tập và không được giáo viên cho phép để thực hiện được quy định này, theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cần gia đình và phụ huynh học sinh đồng hành cùng thầy cô và nhà trường trong việc quản lý, nhắc nhở học sinh sử dụng điện thoại di động và các thiết bị ghi âm ghi hình khác ở trường học. Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, chủ tịch Hội đồng trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng, quận Ba Đình Hà Nội cho rằng, nguyên tắc dạy học là tạo chú ý cho học sinh, nếu học sinh không tập trung sẽ khó hoàn thành được các mục tiêu yêu cầu đặt ra, bởi vậy, việc đưa ra quy định cấm sử dụng điện thoại trong tiết học là vô cùng cần thiết. Theo tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, nhà trường chỉ nên yêu cầu học sinh không sử dụng điện thoại trong giờ học, còn không nên cấm học sinh mang điện thoại đến trường, thậm chí không nên cấm học sinh dùng điện thoại khi ra chơi vì điều đó không gây ảnh hưởng đến tiết học, hơn nữa, việc sử dụng điện thoại để giải trí trong giờ giải lao không phải là việc xấu. Tại trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng vào đầu giờ sáng, mỗi học sinh sẽ bỏ điện thoại cá nhân vào chiếc hòm quản lý chung của lớp, cán bộ lớp có nhiệm vụ giám sát việc này, bên cạnh đó còn có thầy cô giám sát thường xuyên kiểm tra nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm, tránh trường hợp học sinh quên hoặc cố tình không cất dẫn đến mất tập trung trong giờ học. Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo quận Thanh Xuân cũng không cho phép học sinh sử dụng điện thoại khi đã vào tiết học. Việc quản lý điện thoại được tiến hành bằng cách thức tương tự, đó là lớp chuẩn bị sẵn sàng một chiếc hộp, học sinh trước khi vào lớp sẽ được nhắc nhở để điện thoại ở chế độ yên lặng và lần lượt bỏ điện thoại vào đó, tránh ảnh hưởng đến chất lượng giờ học. Nhiều trường ở thành phố Hồ Chí Minh cũng cấm học sinh sử dụng điện thoại Trường Trung học Phổ thông Trường Trinh quận 12 không cấm học sinh mang điện thoại, tuy nhiên học sinh không được sử dụng trong khuôn viên giáo dục của trường, kể cả giờ ra chơi. Theo Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Trường Trinh, những ngày đầu áp dụng chính sách không nhận được sự đồng thuận từ các em học sinh, tuy nhiên phụ huynh học sinh lại vô cùng ủng hộ chủ trương này. Ban đầu học sinh không đồng tình, phản đối, nhưng trong quá trình thực hiện, từ bản thân các em nhận thấy nhiều mặt tích cực. Nhiều bạn đã phản hồi nhờ quy định này nên thay vì giờ ra chơi, tụm 3, tụm 5 vào điện thoại thì các em có thêm thời gian để tương tác, trao đổi với nhau. Tương tự, tại trường trung học phổ thông Thạnh Lộc, quận 12 đã thực hiện quy định cấm dùng điện thoại di động từ đầu năm học 2024-2025. Học sinh không được sử dụng điện thoại di động trong các tiết học chính khóa, buổi sáng và buổi chiều hoặc giờ giải lao. Ngoài giờ học chính khóa, các em có thể sử dụng vào giờ ăn trưa, nghỉ ngơi ở trường. Đại diện trường Trung học Phổ thông Thạnh Lộc cho biết trước khi đi đến quyết định này, trường phải họp hội đồng sư phạm thống nhất ý kiến từ tập thể đội ngũ thầy cô giáo lấy ý kiến phụ huynh học sinh, đồng thời trao đổi, nói chuyện, làm tư tưởng với học sinh để các em hiểu rằng vì sao không được sử dụng điện thoại di động trong suốt thời gian 8 tiết học chính khóa tại trường kể cả giờ ra chơi. Sau khi áp dụng quy định được một tuần đã thấy sự thay đổi của học sinh giờ ra chơi các em dạo quanh sân trường tụ lại chơi với nhau tạo nên sự gắn kết tập thể